Kinh Tài Radio mến chào các bạn. Sau đây là bản tin của ngày thứ 3, ngày 10 tháng 5 năm 2022. Bắt đầu với phần tin trong nước ha, thì chắc là cũng không có cái tin nào mà nó thu hút nhiều cái sự chú ý lúc này bằng cái việc là thị trường chứng khoán. Thì mấy ngày gần đây thì thị trường chứng khoán Việt Nam điều chỉnh khá là mạnh. Nếu mà tính từ đầu năm đến giờ thì chỉ số VN Index đã giảm 15,26% rồi. Và ở cái mức điều chỉnh như thế này thì nếu mà VN Index quay về cái mức mà ở khoảng chừng 1250 thì chàng ngốc già thấy là nó hợp lý, tại vì hiện nay cái chỉ số PE của VN Index nó đang ở mức khoảng là 11. Như vậy là khá là hợp lý rồi. Và điều này cũng có thể phần nào giải thích được là ngày hôm qua đó, theo cái số liệu của công ty chứng khoán SSI đó, thì cái phiên ngày hôm qua 9 tháng 5 là có một cái nhóm đầu tư tự doanh đã chi hơn 1.100 tỷ đồng để mà mua ròng cổ phiếu ha. Ngoài ra thì đối với các cái khối ngoại đó thì người ta cũng cũng tăng cái lượng mua ròng. Ví dụ như sáng hôm nay thì cái mức giải ngân ở hàng ở cái sàn HOSE đó thì cũng gần 920 tỷ và cái mức mua ròng là khoảng 307 tỷ. Như vậy thì cái lượng tiền mà bắt đầu vào bắt đáy thì có thể là có cái tín hiệu, và điều này khẳng định rằng là có thể là bắt đầu là cái vùng giá tốt của VN Index rồi ha. Cũng liên quan đến cái thị trường tài chính thì thông tin thêm về cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tính đến đến cuối tháng 4 này đó thì cái lượng trái phiếu ngân hàng thương mại là chiếm đến 90,7% tổng cái giá trị phát hành trong cái tháng 4 này, với cái giá trị phát hành là lên đến là 14.940 tỷ đồng. Từ trong 4 tháng đầu năm nay thì có 97 đợt phát hành riêng lẻ, tổng giá trị là 68.566 tỷ đồng, chiếm 88,74%, và có 9 đợt phát hành ra công chúng trị giá là 8.696 tỷ đồng, chiếm 11,26%. Xét về tổng giá trị thì trong 4 tháng đầu năm thì cái nhóm bất động sản vẫn đang dẫn đầu về cái giá trị phát hành, chiếm 37,35%. Kỳ hạn chủ yếu của các nhóm trái phiếu bất động sản đó là từ 1 đến 3 năm. Còn nhóm ngân hàng thì chiếm khoảng 31,57%, thì kỳ hạn dài hơn một chút, trung bình là khoảng 4,03 năm. Về lãi suất thì các cái trái phiếu của ngân hàng thì nó thường thả nổi theo lãi suất tiết kiệm của các cái ngân hàng quốc doanh. Một cái thông tin nữa là về có một cái tin khác, cái này là hồi cuối tháng 4 đã có tin rồi, đó là Bộ Nội vụ phê duyệt có một cái quyết định thành lập cái gọi là Hiệp hội Công nghệ Chuỗi khối Việt Nam, gọi là Hiệp hội, còn gọi tắt là Hiệp hội Blockchain Việt Nam đó. Thì cái hiệp hội này được thành lập là nói chung là của những cái người mà đam mê nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam. Dự kiến thì cái Hiệp hội Công nghệ Chuỗi khối này sẽ tổ chức cái đại hội lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 5 tới. Hy vọng là tất cả sẽ có thêm nhiều cái hoạt động khác mạnh hơn để thúc đẩy cái công nghệ chuỗi khối và cái kinh tế số ở Việt Nam. Tuy nhiên thì cũng rất là mong là tất cả các cái hội đoàn này còn né cái vết xe đổ là thường là mang cái tính chất là hội đoàn nhiều mà thiếu các cái hoạt động thiết thực. Về phần tin quốc tế thì sáng hôm nay Kinh Tài Radio chàng ốc già dành khá là nhiều thời gian đọc một cái báo cáo vừa mới công bố nóng hổi luôn, bánh mì mới ra lò của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed. Thì cái báo cáo đó nó gọi là cứ 6 tháng một lần thì Fed nó ra một cái báo cáo về cái ổn định thị trường tài chính, ổn định cái hệ thống tài chính. Thì trong cái báo cáo mới đây nhất thì Fed lo ngại các cái rủi ro trong vòng 12 đến 18 tháng có sự thay đổi rất là nhiều so với lại cái báo cáo hồi tháng 11. Cái rủi ro lớn nhất hiện nay đối với Fed đó chính là cái chiến tranh cuộc chiến tranh Nga và Ukraine ha. Nó tạo ra một cái ảnh hưởng rất là xấu đối với kinh tế Mỹ nói chung, kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu nói chung ha. Cái đó nó gọi là cái spillover effect đó. Những cái lệnh trừng phạt của phương Tây và Mỹ đối với Nga thì nó không chỉ là có những cái tác động ngắn hạn mà còn là về dài hạn nữa. Chẳng hạn như là cái vị thế của đồng đô la nó sẽ bị giảm, tại vì sẽ có một số
nước cũng như là một số cái tập đoàn, một số cái doanh nghiệp người ta sẽ chuyển sang dùng các cái đồng ngoại tệ khác thay vì đồng đô la Mỹ, cũng như là họ sẽ thoát khỏi cái tài sản là trái phiếu chính phủ Mỹ chẳng hạn. Cái rủi ro thứ hai đó chính là bây giờ Fed phải thừa nhận là cái lạm phát là nó kéo dài, chứ nó không phải là nó tạm thời như trước đây nữa. Và cái lạm phát này thì nó có cái dấu hiệu là rất là đương nhiên nó cao rồi, nhưng mà cái nguy hơn đó đó là nó kéo dài và Fed phải bắt đầu sử dụng các cái chính sách mạnh hơn về về thắt chặt tiền tệ, chẳng hạn như là cái việc tăng lãi suất và dự kiến là có thể tăng đến 2 đến 2,5% sớm, cũng như là cái việc mà giảm cái bảng cân đối bằng cách là sẽ giảm mua cái lượng trái phiếu chính phủ. Một cái rủi ro thứ ba đó chính là cái điều chỉnh mạnh của cái thị trường chứng khoán ha. Tính ra thì cái Nasdaq từ đầu năm đến giờ đã giảm 26,59% rồi, còn SP 500 là giảm 16,79% rồi. Như vậy là có thể coi là Nasdaq là đã đi rơi vào cái vùng gọi là vùng vùng điều chỉnh và thị trường gấu ha. Lý do là vì sao? Bởi vì thật ra là có nhiều cái yếu tố bất ngờ. Thứ nhất là cái tăng trưởng của kinh tế toàn cầu nó chậm lại, rồi do cái chiến tranh Nga-Ukraine cũng như là do cái kinh tế Trung Quốc nó chậm lại. Ngoài ra thì cái lợi nhuận của các cái doanh nghiệp mà trước đây được kỳ vọng rất là nhiều, đặc biệt là các cái doanh nghiệp tăng trưởng về mặt công nghệ đó, thì nó không 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 justify được, nó không có chứng minh được rằng là cái lợi nhuận này là nó có thật ha. Cái ý nó là cái hiệu quả đó, tại vì trước đây thì cứ dựa vào cái tăng trưởng để mà định giá các cái doanh nghiệp này. Trong cái báo cáo này nữa thì cho rằng là thật ra thì cái quyết định của các cái chính sách của Fed là phù hợp, nhưng mà nó phụ thuộc rất là nhiều vào cả yếu tố bên ngoài, cho nên mình mới nói rằng là cái này đúng thật sự là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên đó. Có nghĩa là Fed thì có muốn làm nhưng mà nó còn phụ thuộc rất là nhiều bởi yếu tố bên ngoài, đặc biệt là cái lạm phát. Bởi vì cái lạm phát là nó đó chính là cái kỳ vọng mà của người dân và doanh nghiệp, thì nếu mà người dân và doanh nghiệp cứ lo sợ lạm phát thì cái lạm phát nó sẽ xảy ra thôi. Còn nếu mà người dân và doanh nghiệp tin ở cái chính sách của Fed, đúng không, và sau đó là có những cái thực hiện theo cái mà các cái hướng dẫn cũng như là các cái chính sách không có bị hoảng loạn, thì lúc đó thì lạm phát có thể kiểm soát được. Ngoài ra thì còn có một cái ẩn số bí ẩn nữa không không giải quyết được, đó là tình hình kinh tế của Trung Quốc, trong khi mà Trung Quốc tăng chậm lại. Bởi vì sao? Bởi vì ngày càng trở về sau này thì cái kinh tế Trung Quốc nó càng giữ một cái vai trò quan trọng trong trong kinh tế thế giới. Hiện nay thì tỷ trọng của GDP của Trung Quốc nó đã chiếm gần 20% GDP toàn cầu rồi. Ngoài ra thì một cái ẩn số rất là lớn đó là nợ của các cái doanh nghiệp ở Trung Quốc, nợ trong cái lĩnh vực gọi là phi tài chính, nó đặc biệt trong là cái lĩnh vực bất động sản. Hiện nay dư nợ của các cái doanh nghiệp phi tài chính ở Trung Quốc nó lên đến 160% GDP của Trung Quốc rồi. Cho nên nếu mà nó có vấn đề gì đối với các cái doanh nghiệp này đó, thì khả năng nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái hệ thống tài chính của Trung Quốc. Mà ảnh hưởng đến hệ thống tài chính của Trung Quốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống tài chính của toàn cầu ha. Một cái tin khác cũng khá quan trọng trong ngày hôm nay đó là cái báo cáo mới đây của JP Morgan thì nói rằng là các cái nền kinh tế mới nổi, các cái emerging market đó, thì người ta tăng trưởng chậm lại, đặc biệt là rơi vào cái hai cái nền kinh tế lớn trong các cái khối các nước đang phát triển, đó là Trung Quốc và Nga. Tin cuối cùng cho cái buổi ngày hôm nay, ngày thứ ba, ngày 10 tháng 5, đó chính là theo cái thông tin độc quyền từ Reuters thì một số quan chức của Đức cho rằng là họ đang thông báo cho biết rằng họ đang âm thầm chuẩn bị một cái chiến lược, một cái kế hoạch để mà ứng phó trong cái trường hợp ngay cả Nga đột ngột cắt cái nguồn gas, cung cấp gas cho Đức, và họ đang có một cái kế hoạch gọi là khẩn cấp đó, một cái kế hoạch khẩn cấp trong cái trường hợp là nếu mà Nga đột ngột cắt thì họ vẫn có các cái giải pháp để mà ứng phó đối với cái việc mà Nga cắt cái gas đột ngột. Như vậy thì đấy, bản tin của cái ngày thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022 thì gồm có những cái tin chính như vậy. Chốt lại là gì? Chốt lại là chàng ngốc già vẫn là tin đây là cái thời điểm bắt đầu tốt để mà có thể quay trở lại đối với cái thị trường chứng khoán Việt Nam ha, ở cái mức giá
ở cái vùng giá là 1.250 là khá là tốt rồi. Tất cả đối với tăng trưởng đó thì thường là ở 10-15% là đẹp ha. Cứ tính trung bình tăng trưởng của một cái thị trường cổ phiếu đó, nó nằm ở mức 10-15% là đẹp, thì mình tính ngược lại. Thì đối với Mỹ cũng vậy thôi. Thị trường chứng khoán Mỹ thì có thể điều chỉnh thêm 10 khoảng 10-15% nữa thì nó sẽ quay về cái mức hợp lý hơn. Còn đối với thị trường của trong nước VN Index thì như vậy mức giá này là đã đẹp rồi. Đến lúc này thì vừa mới coi lại thông tin thị trường thì có vẻ là crypto cũng bắt đầu hồi lại ha, và các cái chỉ số futures của Mỹ thì có vẻ là hồi phục nhẹ trở lại rồi. Hy vọng rằng là cái hoảng loạn của các nhà đầu tư, đặc biệt là các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ sớm qua và sẽ quay lại với lại những cái cổ phiếu, những cái loại tài sản có một cái độ an toàn cũng như là có một cái giá trị mà nó có cái độ đảm bảo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai nha. Mến chào các bạn.